Ngày xưa Lý Phủ đổ thừa trọng đương, bây giờ gặp việc thiết tha, hai người đều giàu cả. Bạc vàng có cứu anh mà hay không, hay là chồng bông kiển giống chi hưởng đấy? Cái ông Lý Phủ này cũng với ông Đinh, ông Lý Phủ với ông Trọng Ngư là bạn. Ông Lý Phủ này giàu có mà ông vừa lo tu hành vừa giúp ích cho đời. Còn cái ông Trọng Ngư này cũng là bạn mà ông keo kiệt, ông không giúp cho ai một đồng nào, bởi Đức Thầy nói chồng bông kiển giống chi. Đồng đạo và kính thưa quý vị, kính thưa quý vị bốn phương trên mọi miền đất nước, nước Việt Nam và mấy người ở Việt Nam ở hải ngoại, theo cái sự hiểu biết thấp thỏ thấp cạn của tôi, nhưng mà chẳng qua là mình có một cái tinh thần đạo đức, thành ra mình không dừng lại chỗ đó mà mình nói lên những ý kiến thấp hỏi trên cái bước đường hành đạo của mình đã trải qua cho quý vị khán giả và quý vị đồng đạo và quý vị bốn phương trên mọi miền đất nước để nghe, để hiểu biết cái sự thấp thỏi của mình, tu để có lợi ích gì và không tu để thiệt thòi gì, mà con đường mình đã trải qua thành ra mình phải nói. Nếu mình không nói thì cái thiệt thòi cho những anh em hạ căn cơ nó rất uổng cái kiếp sống của mình. Bởi vì Đức Thầy chúng ta nói đó, là dặn biết ở đời ai cũng phải lo cho thân. Nếu mình có cái thân này cũng như có cái xe rồi, không có xăng sao chạy. Thành ra Đức Thầy nói dặn biết ở đời ai cũng phải lo cho thân, nhưng người hiểu đạo biết rõ cái thân này ta tạm mượn trong khoảng thời gian, mà tạm mượn có ai, tạm mượn giữa tinh cha quyết mẹ và do đất nước lửa khí tạo thành cái thân của mình. Nên mình vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ cái xác này ta có cái xác khác. Thí dụ người ta giàu lòng hảo tâm thì bố thí là làm những cái chuyện lớn lao. Còn mình nghèo, không phải đợi mình làm cái chuyện lớn lao như người ta, khả năng đâu mình làm. Thành ra tùy tài tùy sức của mình. Có thể Đức Thầy nói là đuôi cùi bố thí đồng xu, ấy là phước đức công phu để dành. Hay là mình gặp người ta nghèo khổ, mình giúp đỡ đồng tiền chén gạo, cái của mình ít, sự thật. Nhưng mà cái lời Đức Thầy nói Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, mong bá tánh tâm thành trở lại. Nếu mình nghèo mà có cái tâm thành thương người đó, thương người như thể thương thân, đó là cái tâm của Phật, chứ không phải tâm người phàm tục mình có đâu. Thương người khác thể thương thân đó. Thành tha là lời nói việc làm nó giản dị, nó ít thôi, nhưng mà cái lòng thành mình. Bởi vì Đức Thầy nói Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chứ có dụng hương đăng trà quả. Thành ra mình nghèo giúp ít theo cái khả năng nghèo, còn ta giàu ta giúp theo khả năng giàu. Đó. Rồi chừng mình bỏ cái xác này, mình tích lũy, mà Đức Thầy nói trong cái bài khuyến thiện, Đức Thầy nói nữ nam muốn gõ âm hao, gán trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Đức hạnh là gì? Là mình vừa lo niệm Phật, là mình tạo cái đức, là mình vừa lo hành đạo, rồi mình tích đức, tích lũy cái đức, để một ngày nào cái sức khỏe mình không còn, mình nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Còn bây giờ mình chỉ có biết tích tiền mà mình không tu hành. Để mình đọc là cái đoạn này Đức Thầy nói cho quý vị mình nghe. Người không hiểu đạo bo bo giữ nó bằng lối mê làm ích kỷ. Mà Đức Thầy nói tu hành mà dị kỷ quá chừng, ích kỷ hẹp hòi, rồi bắt đầu thì làm sao thoát khỏi trầm luân.
Thành ra mình rồi khi ích kỷ, khi mà dặn lo cho mình không có giúp ích cho đời đó. Khi tử thần gõ cửa, mua ngàn kinh hải, bị gì mình còn mạnh mình đâu có thấy đâu. Khi tử thần gõ cửa, mua ngàn kinh hải, chiếu mến cõi đời, nhà cửa vợ con, mà không làm sao sống được. Lúc ấy có kẻ khùng mang trợn mắt, nghiến răng chòi đạp, lăn lộn tự hỏi khổ não dường bao đó. Cũng như Đức Phật hồi xưa đó, Đức Phật Tổ đó, ổng đã đi tìm cái chân lý để ông giác ngộ cho chúng sinh. Vợ đẹp, con cưng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ổng ra bốn cửa thành ông dạo, ổng thấy cuộc đời là giả tạo, hạnh phúc kiếp sống con người rất ngắn ngủi. Ông về ông tức tốc ông lo tu hành liền. Còn mình thấy bao nhiêu cảnh đời cha mất con, vợ khóc chồng thương yêu và tạm bỡ, nhưng mà cái tập quán của mình dường như quen, mình không giác ngộ, mình không thấy được. Bị gì mình mê quá, mình không giác ngộ. Mà Đức Thầy ông nói là sanh chúng mê sai, mê khó tịnh. Còn có câu Đức Thầy nói sanh chúng mê sai, mê phải tịnh, Bồ đề chẳng mến ấy người ngu. Mà mình muốn giác ngộ mình phải làm sao? Nếu mình niệm Phật không, mình cũng không giác ngộ được. Mà mình đọc lại cái lời trong Khuyến Thiện Đức Thầy có nói đó. Là trong cái bài Khuyến Thiện là Đức Thầy ông nói là mình phải ráng giác ngộ, vừa coi kinh pháp của Phật mà vừa lo niệm Phật. Thành ra gán hiểu gần tiếng kệ là kinh, mình mới giác ngộ được. Còn mình niệm Phật không mà mình không hiểu gần tiếng kệ là kinh, cũng như mình có cái tâm mà ngặt có một cái mình thiếu chí, thành ra thời gian mình dễ bị lùi. Còn mình có tâm mà vừa có chí, cái tâm với chí hai này đề cập nhau song song, cái chí xét đáng đua tâm vô làm chủ trì, thì cái sự thành đạo mình rất đạt, xét đáng rất đạt. Còn người có chí mà không có tâm thì dễ hay nói xảo trá, nó không có cái thành thật. Chí và tâm người học đạo phải đi đề cập song song nhau. Còn cái người tu quan trọng có một cái là nếu mình chưa tu thì còn những cái tư tưởng xấu xa, nghĩ này nghĩ kia. Còn mình đã niệm, mình đã giác ngộ rồi, phải đánh đổ những cái tư tưởng xấu xa mà đưa vào những cái tư tưởng ôn hòa đạo đức. Đặng một ngày nào không ai là một người thương mình tích lũy cái điều lành, thì một ngày nào chắc Đức Thầy nói trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Mình vừa lo làm ăn, vừa giúp ích cho đời, thì sau này cái giờ mạng chung của mình thì nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Còn mình không lo tu hành, mình chỉ mê mang theo vật dục, chìm đắm trong bả lợi danh rê nên nghiệp quả, thì xa địa ngục uổng thân một kiếp. Mà lúc mình mạnh, mà Đức Thầy nói trong cái bài kệ, không là lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hẳn hờ đàn thiết, hố sâu tình dục lợi nghiền, mà nghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài. Lúc bình thường mình còn mạnh, còn ăn ngủ được, mình không ráng chuyên tâm niệm Phật, lúc thở rồi hì hì niệm Phật ba, niệm Phật đâu có được. Bị gì cái nghiệp hồi sanh tiền mình không gây tạo, nó chói mình dậy không nổi. Bởi ông Ba Thới ông nói, ông Thánh ông nói, gừng vô bể thánh không dò, nhỏ không tu tập, nhỏ mà không học lớn mò sao ra. Còn Ba Thới ông nói nhỏ không tu tập, già đành biết đâu. Nếu mà nhỏ không lo tu tập, già bị cái nghiệp mê nó chói lại. Đời là mạnh được yếu thua, Đức Thầy nó tà với chánh còn đương trà chọn, người muốn tu sớm khá lọc lừa, hay là hải nghiệm xét hai đường tà chánh. Mà nếu cái chánh mình nó mạnh, cái chân lý mình nó mạnh, thì cái tà nó thua, nó yếu luôn mà phải thua. Mà còn có cái tà mình nó mạnh, thì cái lời Đức Thầy nói được đọc lên: Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Cái miệng niệm Phật suông mà cái lòng tà chưa gì. Đó là mình không có hiểu gần tiếng kệ lời kinh, thành ra mình dễ chiều theo cái thị dục. Từ cái chỗ đó mình phải xa địa ngục. Bởi vì Đức Thầy nói đạo chân thì ít ai hành thật tâm, chí phàm như chốn sơn lâm là trong rừng đó. Mình vô trong rừng không biết đường ra. Mà Đức Thầy nói dạy văn như phá rừng cầm cho danh,
hay là hãy tầm rẫy cũ mà ra khỏi rừng, hay là nay rừng bụi có người mở ngõ thì phải noi theo nói thỏ dấu thỏ đằng dê đặng mình vượt ra khỏi rừng, mà bị danh lợi tình càng siết càng đau, lui chân ra khỏi cho ma mà mình không muốn lui, tầm trong tẩu đục, tầm trong lánh đục mới tỏ đầu mới ngoan, ngạt con cái mình không chịu tầm trong mà mình tầm cái đục không. Yeah. Từ từ cái chỗ nó đục này nó buộc mình. Yeah. Với hai nữa đó, cái người tu á, cái quan trọng là Đức Thầy ông nói là chúng sanh tịnh được tam nghiệp, là ba cái nghiệp này nó lặn hết. Yeah. Thân nghiệp, ý nghiệp, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi cực lạc. Còn mình không tịnh được tâm nghiệp, mình phải gán làm sao cho nó tịnh, chứ đừng để tam nghiệp. Mà Đức Thầy nói trên đường tu nương theo tam nghiệp, nghiệp thì khổ não dữ lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cực lạc. Khi mình tịnh được tam nghiệp rồi thì 10 điều lành nó hiện ra, thì trí huệ phát khai, cõi lòng sáng suốt, thì cái màn vô minh nó không còn che mình nữa. Thì thấy một đường thẳng bẩn mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiễm. Rồi lúc đó bạn bè gì nó kêu réo đó, mình không có mà bây giờ mình thấy rõ cái chân lý của nhà Phật rồi, thẳng bẩn rồi. Mình rồi mình mắc gắt mê đạo, bởi ông Phật có nói, ông Thánh nói quân tử mê đạo họ ăn. Lúc đó mình không cần ăn uống mà mình dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng chú. Mình thấy cái lợi quá thiết thực mà mình không vì cái hoàn cảnh nào mà để cuốn cho hai đạo đức. Mà Đức Thầy nói là xa lơi đạo đức khổ tâm à. Con người mà xa lơi đạo đức rồi thì cái tâm duyên nó không có dừng lại, nó nghĩ lứ thứ lung tung hay sao. Còn con người mà nghèo cỡ nào mà Đức Thầy nó miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bằng hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ăn đặng xem cuộc phong tầng tại thế. Đó là con người mình quá nhàn, mình có hai bữa cơm tẻ, mà Đức Thầy nó tu cho nhàn hạ tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên bang. Rồi tới nỗi khi cuộc đời mình đã cuối cùng rồi, người ta giàu mà Đức Thầy ông nói ôi cả sang hèn mấy ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo, thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo khỏi khổ sanh. Còn có người không tu ở chừng khổ, chứ cái giờ đó là cái giờ đau khổ không bút nào tỏ được. Mà bây giờ Đức Thầy nói bây giờ chưa thấy nó, thời chưa tin, tới chừng nhìn xem hư thiệt mới tường, thì mình thấy được tường tận là xuống Diêm Đình thấy tội. Ôi trời ơi, phải tôi già, tôi cánh thấy cảnh này tôi già là mình mắc cả chài lẫn chì, không ai là một người mình thương. Dắt đó hết tu hết kịp ha, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Yeah. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo giải khôn luân hồi. Rồi Đức Thầy cũng nói thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời Thầy nhắc một hồi thấp cao, nữ nam muốn rõ âm hao, gán trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Mình tích lũy cái đức hạnh để chờ ngày Đức Thầy nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Đó. Đức Thầy bây giờ chúng ta thấy đó, như Đức Thầy ở nhà thì ai cũng tu hết. Nhưng mà cái thời Thầy xa vắng này để thử thách tín đồ. Nếu mà tín đồ nào mà hành y theo cái giáo lý của Ngài thì Đức Thầy nói tuy là hữu ảnh vô hình, mình thấy cảm Thầy không? Nếu văn lòng tưởng sân trình đáo la, nếu mà mình thành tâm thì Thầy cho mình đáo lai bằng giấc mộng mơ màng cũng tưởng như ta mình, chứ Thầy không có sao mình. Mà tại vì mình không giữ giới lực, mình không hành y theo cái chân lý của Thầy thì cặp mắt thầm mình không khi nào thấy được. Còn nếu mà mình thành tâm mình tu á, tu cầu Phật quá tánh tình, quá tánh tình mình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình, tiêu giao cái lưới mê không có buộc được mình. Đó. Thứ hai nữa là cái người tu, cái quan trọng nhất, mình nên nhìn cái lỗi của mình, còn ai nên hư phải quấy mặt tình ai, bổn phận mình cứ lo trao sửa tâm mình cho ngay, cái tâm mình mới định được. Yeah. Còn nếu mình tu mà mình dòm cái lỗi của này người chê, người kia giàu chê, người kia nghèo, mà lời Đức Thầy nó nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc trở, sắc không không sắc
tánh thàm đổi thay, thành ra cái gì mình cũng không vướng mắt. Anh ta nói hơn nó thua mình cũng không màng, mà người ta chê người ta khen mình cũng không màng. Mà Đức Thầy nó hãy tìm lấy cái lý vô ngã của nhà Phật. Lý vô ngã là gì? Hãy gắng sức thi hành sẽ có thể màu. Thí dụ người ta nói đắng cay mà mình nghe mình buồn, mình giận, mình tức quá, đêm nay nó căng thần kinh, mình ngủ không được, mình giờ mình thấy mắt thể tự kim châm. Còn người ta nói đắng cay mặc kệ, phận tu hành tay rác mặc lì, mình đâu có dính đâu. Đêm nay mình ngủ tới sáng, sáng mình còn sức khỏe lo động, mình hăng hoan. Còn bởi Đức Thầy nói sân si phỏng có điều thiên bận, nhẫn nhịn ắt không chuyển kéo dài. Thành ra mình nhẫn nhịn là mình có lòng từ bi, chặt đứt cả quán thù, tinh thần mình rất phơ phới nhẹ nhàng, không nhướng mắt cái gì. Mà lời Đức Thầy nó ước chăm họ nhẹ, mình có cái mình đâu có dính gì đâu nặng. Đồng bay về cực lạc một đàn. Còn tao nói hơn nó thua mình còn phiền não, còn cố chấp, còn ngăn che, còn bảo thủ. Là Đức Thầy nó đó là còn lưới mê chưa giải quyết được. Thấy không? Thành ra mình phải cắt đứt cái lưới mê này mới được, mới về cái cõi Phật được. Yeah. Còn mê đủ thứ mà Đức Thầy nói chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chơi. Ngật mình ai nói động cái dính, ai nói động dính. Yeah. Mình không dính cái gì. Mà Đức Thầy nó phải tìm kiếm cái không mới có. Vật chất cũng không màng, chữ dinh qua giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời ngoan hạ. Ráng công tu xem nhiều phép lạ. Còn mình nói vợ của tôi, con của tôi, nhà cửa cái gì cũng của tôi. Nhưng mà cái hơi thở mình còn thở ra thở vô bình thường, mình nói cái gì cũng của ta không. Mà cái kiếp sống con người mình rất ngắn ngủi. Thở ra mình lấy hơi vô không được là mắc cả chài lẫn chi. Không còn ai thương mình đâu. Bởi vừa nếu mình thương là phải mình ráng lo tu hành để cứu độ, ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền. Cửu quyền đang chờ trong với chư mình. Mà mình ở trên này mình hững hờ, mình không có đắc được bốn đức từ, đức bi, đức hỷ xả, rồi Phật không ban phép màu cho mình, cái thân mình không rồi nữa, rồi mình đói. Yeah. Bảy đời đang chờ đợi của mình, mà chúng sanh đang lật ngập trong biển khổ, mà trước nhất mình phải giác ngộ cho mình trước, nhắm cảnh nét bàn thẳng tới. Yeah. Để mà cứu độ cả cửu quyền và cứu độ tất cả chúng sanh đang đau khổ vì thể hiện lòng từ bi. Mà mình cứ mê theo vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh rê nên nghiệp quả. Thành ra lên xuống đời đời phải lăn lộn trong cái sáu nẻo luân hồi không thể dứt được. Yeah. Mà bây giờ kiếp này mình, Đức Thầy nói nếu nhất tâm là nhất tâm tu hành, nếu nhất tâm nào có mấy hồi, mượn chí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đạ đời. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Là mình nghĩ phải tu có phải lợi ích gì, không tu nó chịu thiệt thòi gì. Mình phải suy nghĩ, nghĩ suy đường lối. Hay là muốn niệm Phật bắt cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, thì hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố rắc. Còn mình nghĩ là cái thân mình tạm mượn có chắc đâu. Rồi dạng vật trên thế gian vốn vô thường có chắc đâu. Mà tại sao mình mê? Đây là cái phương tiện để mình qua bên bờ bến giác. Yeah. Mình qua bên bờ bến giác, mình bỏ cho mày chơi đâu chơi, tao không à. Còn ngạc mình không chịu qua, mình khoái cái thuyền này quá, mình ở đó 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 đó. Yeah. Đó mình lặn hợp với sông mê mà Đức Phật biểu lên khỏi thiền, mà ngạc con cái mình mê danh, mê lợi, mê tình, nó chói mình không chịu lên. Yeah. Mà tới chừng mình thấy được rồi thì thay ra đồng. Yeah. Thấy được thì rớt xuống hố sâu với vực thẳm, đời nào kiếp nào mình được chòi lên cái kiếp người ta. Muốn được làm người thật là khó chứ đâu có phải chuyện dễ. Muốn nghe được đạo càng khó nữa. Yeah. Bởi mình phải, bởi Đức Thầy nói người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng chè nó láo kiếm cơm. Thành ra từ chỗ đó mình phải bổn phận con người phải làm gì kiếp sống, chứ không phải để mình ăn đây chờ ăn cho ngủ. Chỉ có biết ngủ ăn, ăn ngủ rồi chờ tử thần rõ cửa là cái kiếp sống bình phí. Bởi vì Đức Thầy nó để đến việc như người thất nghiệp, như người không có nghề nghiệp gì. Yeah. Phải mau chơi mới kịp đạo màu. Hay là tu kiếp kiếp là tu gấp gấp, nếu không quá trễ, khi tử thần đến rồi mình ăn năn chẳng kịp, không còn tính toán gì được. Thành ra bình thường mình phải trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật, phải gán sửa mình cho chơi. Hay là hành đạo thiền cấp cấp sớm hiên. Cái kiếp sống con người rất ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Mà quý vị mạnh quý vị không thấy, thấy người ta bệnh người ta chết thôi. Mà tới chừng mình thấy được bệnh rồi không có còn thời gian nữa.
Bởi vì Đức Thầy nó để đến việc gian lưng mà chịu chớ, Phật không cứu kịp cho người. Hay là tới chừng đó kêu mời khó cứ. Bình thường sao mẹ không kêu tao, giờ hữu sự kêu mời liên liên, tao đâu có đến được. Yeah. Đến đến bây giờ mình phải chi cho bằng người ta sớm lo tao. Yeah. Dình giới lực nghe kinh cho ông Phật. Yeah. Cái người tôi quan trọng, Đức Thầy nói lễ bái là phụ thuộc thôi. Mà bắt buộc các trò phải làm phận sự, sớm chiều bình đẳng chớ lên. Thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Càng yếu là cái gì? Càng yếu nhất là giữ giới lực hàng ngày. Giới lực là thuyền tàu bè lớn đưa người qua biển khổ sanh tử. Thế gian này không có cuộc vui nào còn cảnh đời là có hợp rồi có tan rồi có thương yêu rồi có ly biệt. Kiếp sống vô thường nó rất ngắn ngủi. Mà Đức Thầy nó vô thường quỷ giác, ai binh đằng nào mà có binh. Vì vậy ông Phật nó khôn cũng chết, dài cũng chết, mình biết niệm Phật, ông Phật binh mình. Yeah. Là ông nói là nếu làm đường ngay thẳng có thằng độ mình trước rồi. Rồi Đức Thầy ông nói là đừng làm tàn ác ham rê, sẽ có người này cứu vớt dùm cho. Hay là hãy gán sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Yeah. Rồi lúc có đồng tiền nào mua nổi thầy ủng hộ mình đấy. Có yeah. tiền bằng núi bằng non, giờ không thể bằng thầy ủng hộ mình. Yeah. Hay là giữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Lâm nguy có Phật ai cứu, rồi lúc đó mình sợ không? Yeah. Khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn, lúc đó mình vui vẻ và hân hoan. Cái chết của người đời nó rất đau khổ, nó sợ. Yeah. Còn Phật là tới ngày biển cạn non mòn là ta đã lặn hụp trong biển khổ, mà ta tu hồi là biển khổ không còn. Non mòn là gì? Là cái nợ đời ta không còn. Tứ ăn ta đã trả, tứ ăn trả chẳng còn tội ác căn. À, lúc đó ta sẽ về nên cái thế giới của Tây Phương Cực Lạc tùy theo cái hành của ta thì còn gì nữa sung sướng. Còn người giàu người nghèo cỡ nào đi nữa, ôi cả sang hèn mấy ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi tấm xa lao, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài. Lúc đó mình giờ tu là nó không còn kịp, bởi vừa thương gia đình vừa thương cha mẹ, mình gán tu hành mới là cái mục chính nhất. Còn Đức Thầy nói là vinh qua là giàu, là những người giàu có, những người sang trọng quyền thế quý vị ngẫm lại coi, còn được mấy ai? Hay là bao nhiêu người thân thuộc mình lần lựa ra đi, mà trong đó Đức Thầy nói đời đặt hết cơn bệnh người này rồi, tới người nọ, hết người nọ tới người kia, mà trong đó có mình mà mình hẳn hờ, vì mình thấy người ta không? Yeah. Thành ra ông nói vinh qua như thể bọt bèo, như cái bọt giàu có như cái bọt nước trôi sông. Hiền lương bất lực khó nghèo cũng xin. Bình thường mình coi tiếng niệm Phật đơn thuần lắm, mà tới chừng hữu sự mua tiếng niệm Phật ai mà bán cho. Yeah. Không ai bán cho được. Nó quý giá vô tận luôn. Nếu mà mình thành tâm niệm Phật một tiếng Phật là diệt được bụng niệm phàm phu, mà tới chừng niệm bất niệm được thì lòng ham muốn đã diệt rồi, thì trí huệ mình khác phát khai cõi lòng sáng suốt. Thì mình đã thấy con đường tu mình nó quá tràn màu nhiệm. Bởi vì Đức Thầy nó mùi đạo diệu, chúng dân ráng kiếm trẻ thời kỳ khó gặp bằng ta. Phải mình phải gán. Ha là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, mình gặp con đường thẳng đi thoải mái mà mình lôi thôi lục thục. Mà Đức Thầy nếu chần chờ lục thục trễ chân, nếu mình chần chờ lục thục trễ chân, thành ra lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, bê trễ khó qua nẻo kịp xà. Quanh mình là cọp với xà, cọp danh lợi tình kêu còn thứ dữ mà mình không thấy. Yeah. À, một bước leo bờ mà thoát khổ bằng giá nào? Đã bao nhiêu kiếp mình lăn lộn vô thủy, giờ giờ biết bao nhiêu cuộc sống lăn lộn mà mình chỉ có biết kiếp này. Khi mình đã nhập bào thai vô cái bụng mẹ mình quên xóa bỏ tất cả quá khứ rồi, mình đâu có biết. Bởi mình từ cái chỗ mình không biết. Bởi Đức Thầy ông nói lắc léo quá công sao lâu quá âm phủ dương gia âm phủ chớ chiêu lấp mắt thàm. Cái âm phủ chớ chiêu mắt thàm mình không thấy, mà tới chừng mình thấy được cái âm phủ rồi thấy tội hỏi ôi lúc yeah. đó rồi thua rồi. Yeah. Thành ra mình sống đây mình phải gán niệm Phật và gán làm lành và gán tu hành để mình hưởng cái quả lành. Yeah. Đó. Chứ mình không niệm Phật, không làm lành, không ai là người thiên tiết mình. Thí dụ bình thường mình còn được thời
Và anh ta nói giỏi chẳng qua giận, mà giỏi chẳng qua thời lúc thời, còn được mình bằng ăn khá giả, giàu có danh vọng đồ. Cái một ngày nào bữa có lớn rồng nặng ách, phải dư muốn qua chuông khổ, chỉ tìm đường bồng lai hết khổ. Một ngày nào nước rồng mình mằng không được, một ngày nào già yếu rồi. Bởi tôi nói trong cái thương có cái sợ chắc. Ba bây giờ cũng già yếu rồi. Già thì sanh tặc đất sanh cỏ. Thôi ông nói gì nói được nghe. Chuyện gì mình làm gì được làm. Ông nói nó kệ không. Rồi có thời có giận nói tôi nghe vậy. Mà không tiền không bạc, đứng giữa chợ chưa là ai một người thương mình. Rồi bạn bây giờ thấy mình nó né. Chơi này không có giá trị. Thôi giờ gán lo mà ăn, gán lo chuyên tâm niệm Phật, mà đặng đi về với cái minh quang của Phật, thì cái đó là quá chèn quý. Tôi mong quý vị bà con hãy ráng thực hành, hành y thì đáng vàng 10 tỳ lòng tỳ sức của người đời nay. Hay là gán cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh. Như cái tuổi hồn còn trẻ tôi nó nói cho quý vị biết, lúc mình mới có 17 tuổi, bởi Đức Thầy nói là duyên lành mới rõ đặng khùng điên. Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, mình thấy cảnh đời là con khóc cha, chồng khóc vợ, vợ khóc chồng. Rồi cái hạnh phúc và cái kiếp sống con người nó quá ngắn ngủi. Mình nói tôi sống với bà ngon lành đó, dễ chết tôi già lắm. Mà già đâu trưởng thành không hẹn nó đó. Đó, hành ra chỉ có cái chân lý là không thể mất. Còn tiền của vật chất như phù hoa nước bọt mây bèo, cây xanh cái lão cái tử là không có gì tồn tại trên mặt đất này. Mà Đức Thầy nó ráng tu dẹp phá đạo lưu bù, thấy chúng đời này là chữ thôi, thấy không? Thành ra bằng giá nào mình phải cố gắng vừa lo làm ăn và vừa ráng chuyên tâm niệm Phật và vừa hành đạo thiền cấp cấp sớm kia, để khi tử thần nó mà tu cho ngon lành là tử thần kia đâu dám đến. Tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát lưng chuyển khỏi đeo khổ tử đó. Còn nếu mình không tu, mình tu lo thôi tu lo thôi tu lục thục, thì tử thần rõ cửa mình muôn ngàn kinh hải. Lúc đó mình có tiền muôn bạc vạn cũng hay, không ai giữ được mình. Thành ra Đức Thầy ông nói đó, đâu phải có tiền mà giữ được đâu. Đức Thầy ông nói như thế này, ông là ngày xưa Lý Phủ đổ thừa trọng đương, bây giờ gặp việc thiết tha, hai người đều giàu cả. Bạc vàng có cứu anh mà hay không, hay là chồng bông kiển giống chi hưởng đấy. Cái ông Lý Phủ này cũng với ông Lý Phủ với ông Trọng Ngư là bạn. Ông Lý Phủ này giàu có mà ông vừa lo tu hành vừa giúp ích cho đời. Còn cái ông Trọng Ngư này cũng là bạn mà ông keo kiệt, ông không giúp cho ai một đồng nào. Bởi Đức Thầy nói chồng bông kiển giống chi hưởng đấy, khi biến cố đã đổi lên, hai người đã xa quê hương vì cuộc sống, thì ông Lý Phủ này ông gieo nhân lành thì được người này bạn bè giúp đỡ mà ăn khám khá. Còn ông Trọng Ngư này ông đâu có gieo nhân lành, ông kêu kiệt từ chỗ đó rồi không có ai giúp đỡ ông mà ăn, ông lang thang với đó. Thứ hai nữa, cái lời Đức Thầy nói rẫm kim là vàng, và tiền là bạc. Rẫm kim tiền bội bạc bắt tài, nó nằm trong tủ không làm cho ta được sống lá dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước, thà nghèo thanh hơn giàu mà chữa, lo dung chồng cõi khước gì sao. Hay là thà nghèo hèn mà chí thanh cao, hơn phú quý ngồi ôm bả lợi. Hay là nhàn thanh tìm kiếm nơi tâm. Quý vị tu rồi dầu cuộc sống qua ngày đi nữa nó cũng thanh, thà nghèo thanh hơn giàu mà chữa. Giàu mà chữa cái đồng tiền này có lý gì? Hay là những người bạc ác giàu sang ít gì, hay là chết rồi bỏ của bơ dơ chi bằng làm phải chuyện thơ ghi định nên tội ôi toàn những. Các bà đã ba giàu có, ba làm phải, ba giúp đời, có tiếng đời còn thơm cái hậu thế. Đức Thầy nói, tử gì nước còn ghi linh miếu, thác gì đời thanh sử danh đi. Thì nó quá chèn quý. Còn mình giàu sang như nước trên nguồn, mà khi chết rồi thì bỏ của bơ giờ nó đâu còn giá trị gì quý vị ơi. Quý vị nào có tiền, có bạc mà có giàu lòng hảo tâm, ráng cố gắng giúp đời, đó là mình lo cho bản thân mình và lo cho con mình, chứ mình lo giữ cho con cho vợ mình không có tu đức hạnh, cái giữ này không bao giờ giữ được. Đó là mình rỡ ngân hàng tây phương, mình phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thoát đấy. Mà mình để cái đức lợi cho con vợ mình nó màng ăn khác. Như ông Thánh nói, cha vua con cũng làm vua, cha xã nhà chùa con vét lá đa, hay là cha làm con hưởng, hay cha làm con chịu nhiều điều gai trong.
chứ trước ông cha ta Tích Đức là ông cha của tôi Tích Đức, ngày nay con cháu mới dõng dù, chứ đâu có xe đâu khiêng dõng khiêng dù, dõng dù sao chẳng gán mà tu ha. Thành ra từ đó mình nên cố gắng niệm Phật và ráng tu hành để mình không có tránh khỏi những cái khổ đáng tiếc sau này nó không đến. Bởi vì mình gieo dân lành thì chắc ăn, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng, tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Còn tiền bạc danh lợi yêu thương chỉ là phù hoa, thì không có tồn tại cái gì. Một tắc hơi rồi không ai còn thương mình đâu, mà mình ráng tu cho cái linh hồn cho được giảng sanh. Đức Thầy nói cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước, hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Thành ra quý vị ơi, tu là cõi phúc, là cõi là rốc, tình là cái hạnh phúc, bao nhiêu yêu thương đều là chỉ tạm bợ, không có tồn tại cái gì, chỉ là mộng là huyễn. Bởi vì trong cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian, Đức Thầy nói thế chẳng tạm giả rạc đời ta, lướt khỏi sông mê bể ái hà. Bể ái hà gươm linh chứ, sớm nhất là cái rơm trí huệ mình phải chặt đứt mới được. Mình không chặt đứt nó chói mình phải lặn hợp trong này hoài. Rồi có câu, có ông đâu nói như thế này: thức dị người ơi tỉnh giới nào, thức dị trong cái danh lợi tình đó. Nam kha mộng ấy có còn đâu, công nương dỗ đẹp rồi tan rã, quan trạng có sang cứ cũng đổ nhào, mê chi sắc tướng lừa người tối. Cái người tối bị sắc tướng rồi bắt đi không nổi, phải chịu lưng hồi quá khổ đau. Còn cái người Đức Thầy nói tâm sáng suốt như đài quyệt tiếng, biết cái chúng, biết cái đó chặt, biết cái đó chân lý hay là cái đó không chân lý, cái đó thật hay là giả. Thành ra cái người sáng suốt không có lừa được, mà cái người tối bị sắc tướng lừa liền. Thành ra phải bằng mọi giá nào phải gán tu dẹp phá đạo lưu mới được. Cái danh lợi tình mà càng siết càng đau. Lui chân cho khỏi, cho ra khỏi cho mau, tầm trong lánh đục tổ đào mới ngoan. Thành ra mình phải gán niệm Phật và gán giúp đời, tùy theo cái khả năng mình. Ta nói dữ mình nói lành, người ta hung mình hiền, ta nóng mình nguội, trở là cái tánh như bất động của Phật mới theo Phật được. Như Đức Thầy nó lấy chân nhân là lấy cái chân lý, Phật phải tìm chân lý. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể trông về cực lạc. Nhà cái tánh phàm trần mình còn mê còn sai đủ thứ sao về được. Thấy không, nó có cái chân đó. Mà từ cái chỗ không có cái chân mà mình không thấy. Và thậm chí nhiều khi người ta nói ông này ông xạo, ông nói gì đâu, thấy không, mình còn chê người ta. Đức Thầy nó nói lời lành mắc lắm thầy ngơ. Cái lời lành mình thấy nhưng không thấy, thấy người ta làm lúc mình cưng ngơ, phải không? Thành ra nó rất phí cho cái kiếp sống mình không biết tu, nó thiệt thòi dữ lắm. Còn con người tu rồi thì con người sung sướng, mà con tu cho nhàn hạ thấm thân, con người nó nhàn lắm, dầu hoàn cảnh nào cũng nhàn, dầu cuộc sống gian nan cỡ nào cũng nhàn, dầu nghèo dầu khổ dầu đau dầu chết thì mình không sợ, mà tại sao không sợ? Bởi vì mình có tích lũy công đức niệm Phật rồi, công đức vô lượng rồi. Thành không mình không còn cái gì sợ, cái hoàn cảnh nào đến mình không. Còn người không có tu rồi, dù tiền bạc cỡ nào khi tử thần nó đến rồi thì lúc đó đau khổ không thể tưởng tượng. Như bình thường con mình nói ba cho 300-200 uống cà phê, lúc còn hơi thở còn điều hòa mình cảm thấy mừng lắm. Mà nhưng cái giờ mà mình đã thấy được đó thì bay cho tao cả cuộc đời tao không ham, làm sao tao có sức khỏe tao sống như mẹ con bay, lúc đó đâu có làm sao được. Mà bình thường tu kiếp nếu không qua chạy lúc đó trễ, hay là trễ thời kỳ khó gặp mặt ta, lúc đó quá phí cho kiếp sống. Bởi tôi mong bà con anh em để ráng hiểu trong cái phần thấp kém của tôi, quý vị nên ráng cố ráng niệm Phật. Thế gian dạng dạc cũng quần lại có số không, cái hạnh phúc nào có giàu có rồi trở lại cũng như số không. Mà Đức Thầy nói vinh qua giường thể cúc mai, cuối mùa tàn rủi lâu dài đắng đắng, Thích Ca đạo dị quyền sau gạch tim xem được một bầu linh quán, phải không? Thành ra mình hồi đó mình đâu có già gì đâu, mấy năm hồi mình phát tâm mình tu 17 tuổi, mình thấy giờ lay quay tới đây là mình 69 tuổi đời, cái tuổi già là còn gì, thân già là cảnh điêu tàn, sống tạm với con, cây già cây cỏi, người già người xí, trăm năm còn có gì đâu, chỉ còn có một nắm cỏ khâu xanh gì. Chỉ còn cái nghiệp lành với cái nghiệp dữ nó đeo với mình thôi.
Thì kiếp sống biết bao nhiêu lăn lộn trên cuộc sống rồi còn lại những gì đó. Còn có hai số không. Bởi vì Đức Thầy nó khuyên niệm Phật than rằng không rảnh nó bề bộn công chuyện luôn. Lúc bắt hồn mắt diệt cũng đi, chắp tay niệm Phật Di Đà lòng ta, ta biết ai mà mặc ai. Cuốn sổ bình sanh công với tội, chờ nơi thẩm phán sẽ cung khai. Thất đức thì ma quỷ gói làng, tu đức thì ma quỷ tiêu tan. Phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Thấy không? Thành ra mình phải gắng tu để một cái ngày nào mình ra đi không còn hối tiếc mà về được cái thế giới an lành, cứu độ của quý và người thân, cái đó quá chàng là cao quý. Để tôi đọc cái lời Đức Thầy nhắc lại cái chuyện cái giảng Phật Thầy cho quý vị mình nghe. Đức Thầy nói là những sấm chiền xưa của Phật Thầy dân ráng kiếm mà chi thì biết, xưa để lại nhiều câu thảm thiết, là cái lời nói của Phật quý báu rất là dài, mà nào có ai có biết để lòng, chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó sách, quá chàng quý luôn. Ông nói như thế này: người đời chớ kệ tài năng. Tài là gì? Tài là cái ông đó tài giỏi quá, tài là cái ông đó có tiền nhiều, cũng là hai cái giấy kêu tài. Tài là tiền nhiều, tài là tài giỏi đó. Người đời chớ kệ tài năng. Năng là nhiều cái năng khiếu để tạo ra nhiều cái mũi cửa bén để có tiền nhiều, coi như đủ thứ cái điều gì cũng tạo ra tiền được đó. Người đời chớ kể tài năng, là Đức Phật Thầy nói. Sáng thì thấy đó, tối thì thấy đâu. Sáng thì ông uống cà phê với mình, nhưng mà tối nghe nó không lặng à. Sáng thì thấy đó, tối thì thấy đâu. Có khi hơi thở ra thở vô, thở ra thở vô bình thường mình đâu có thấy, không có sao à. Có khi hơi thở ra vô đứt hơi rồi biết quy mô chốn nào. Nếu mình không có tu hồi hành thì đứt hơi phải xa địa ngục uổng thân một chút. Sanh tiền mình chẳng biết sao, thác về âm cảnh hồn vào ngục môn. Nếu mà không tu thác về âm cảnh hồn vào ngục môn. Nhất nhật tam đã quan hồn, là nhất là một, nhật là tam, là 100 ngày không, là bá nhật 100 ngày không có tiếng niệm Phật. Nhất nhật tam đã quan hồn, quan khâm nghiệp trọng ai hồng cứu cho, toàn là mình quan phí không chứ không có tiếng niệm Phật nào. Nhãn tiền sao chẳng biết lo, nhãn tiền là mình thấy người này bệnh, người kia chết, người kia đau, là mình thấy người ta mình lo cho mình rồi. Sông không cầu bắt, mướn đò ai đưa, để cho khát nước quá chưa, mình khát nước thì có nước sẵn đây mình uống chưa kịp. Ra tay đào giếng cù cưa đặng nào, thở còn chai chán giường bao. Không lo tu tập già đành biết đâu, thiên sanh tánh thiện làm đầu. Mà Đức Thầy nó người mới sanh tánh thiện làm đầu, tánh thiện trời dành nó, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh. Thiên sanh tánh thiện làm đầu, lớn lên tích ác mình âu hại mình. Thiên sanh nhân hữu tánh linh, con người mình là có tánh linh cả. Mê chằng mê lẳng tại mình trách ai, tai mình lại buộc lấy mình, thần thê tử phượt linh đinh không rồi. Mê vợ mê con mê danh lợi tình quá, cái tử thần nó được như cỏ mùa mưa nó tốt. Mình không có già tới chừng già được thì thấy nồng đồng, phải không? Những lời nói của tôi đã sự hiểu biết cạn cỡ, tôi nói vậy đó, mong quý vị để hiểu, thấy cái gì sơ sức thì nhờ quý vị thông cảm cho cái sự hiểu biết ngắn ngủi của mình.